Đầu tiên là tôi chèn một cái ảnh này vào một cái hồ sơ đúng không? Xem nào. Chỉnh sửa này. Đây. Chèn này vào cái chỗ chỉnh sửa này, chèn ảnh từ này. Hồ sơ này. Đó, sẽ chèn một cái ảnh từ ví dụ đây, ví dụ minh họa đây. Đó, đây. Ví dụ đầu bài là gì ạ? Cho một tam giác cố định ABCD, ABC, một điểm D di chuyển trên cạnh đáy BC. Qua D người ta kẻ đường thẳng song song với cạnh AC cắt cạnh AB ở E và đường thẳng song song với cạnh AB cắt AC ở F. Tìm quỹ tích trung điểm M của đoạn thẳng EF, đúng không? Đầu tiên thì tôi muốn cho cái đề bài này, hiện cái đề bài lên đây. Chúng ta thấy khi một cái ảnh ở trên khi một cái ảnh nó xuất hiện ở đây, bao giờ nó cũng có hai cái nút điều chỉnh này. Đó, đây hai cái nút để điều chỉnh này. Đó, để chúng ta có thể kéo ra, kéo giãn to ra, nhỏ, đúng không? Một cái ảnh. Đó. Vì vậy chúng ta hãy mường tượng nếu như chẳng hạn ta dùng cái công cụ compile thước kẻ vào đây ấy, thì ta nó khi mà chèn vào nó sẽ xuất hiện hai cái điểm này đúng không? Vì vậy nếu mà tôi chỉnh được một cái thước kẻ mà nó chuẩn ở trong ở bên ngoài rồi, tôi chỉ việc chèn cái ảnh vào đây thôi, nó không giống như là trong cái gọi là cái gì nhỉ? Gọi là Sketchpad, nó phải có một cái tool mà bây ở đây ở cái phần mềm này nó có thể chèn một cái ảnh bất kỳ, một cái công cụ bất kỳ, bàn tay hay thước kẻ hay cái kéo bất kỳ để chúng ta có thể soạn giảng được những cái tình huống dạy học ở trong cái sách giáo khoa mới bây giờ, đúng không? Tất nhiên là sau này để bây giờ đầu tiên thì chúng ta phải làm quen với cái phần này đã, sau đó thì tôi sẽ hướng dẫn thêm những cái phần kia sau, đúng không? Thống nhất là như thế. Thế thì như buổi đầu tiên thì thầy đã hướng dẫn chúng ta rồi, muốn đánh máy được chúng ta không, đúng không? Thì ta à, cái điền điểm là chúng ta đã không biết là chúng ta còn nhớ hay không, cái điền điểm, muốn điền điểm thì ta là đặt tên điểm, người ta lên lấy một cái điểm này đúng không? Sau đó ta phải chọn vào gì ạ? Chỉ vào cái điểm đó này, ta chọn vào chèn chữ này đúng không? Chèn chữ chỉ vào điểm đó này. Đó, ví dụ điểm A chẳng hạn, đúng không? Tôi chọn công thức LaTeX. Tích vào công thức LaTeX nhé. Đó, ok. Đó, sau đó tôi nháy chuột, tôi xin lỗi là phải phải sau khi chọn vào đây rồi thì phải chọn vào con chuột đã để cho nó mất cái biểu tượng mà chèn chữ đi. Đó, nháy chuột phải vào đây, tích vào hiển thị đối tượng, hiển thị đối tượng nó mất mất nháy chuột phải, chọn hiển thị tên, bỏ cái tên đi, thì đây cái đường điểm A này mà theo đặt theo tên mới của chúng ta đây, chỉnh kích cỡ ở đây lớn đây. Đó, đúng không? Màu sắc của điểm thì tôi tích vào điểm. Đây, tôi sẽ chọn màu sắc của điểm, cái độ lớn của điểm đây. Màu sắc đây. Đây là cách mà điền tên điểm. Cái này lần trước thầy đã hướng dẫn rồi. Chúng ta chỉ xem lại thôi. Xóa đi. Khi mà ta điền một cái ký hiệu nào đây thì cái dữ liệu bên tay trái này nó đang là hiển thị danh sách đối tượng này, cái phần hiển thị này có này, vùng làm việc, đồ thị 2D, đồ hiển thị 3D. 3D là khi mà dùng trong không gian này. Hiển thị danh sách đối tượng thì bên này chính là danh sách đối tượng. Nói chung là thấy cái ảnh mà chúng ta vừa chèn nó có hai điểm AB tương ứng này. Đây chính là tên của đề bài. Vậy để đánh được tên của đề bài này trong cái phần mềm này thì buổi trước thầy đã cho một cái bài thực hành số 1 rồi, không biết là chúng ta còn nhớ không? Bài này số 1 chính là bài mà vẽ các cái đường đặc biệt trong tam giác, lục giác, ngũ giác này đúng không? Đó. Nếu bạn nào mà quên ấy, thì về nhà phải làm lại đi. Thế còn để đánh được cái đề bài này ở trong cái phần mềm này mà không phải dùng ảnh, ta dùng ta tích và chèn chữ đúng không? Ta thành công cụ 2, 4, 6, 8, 10. Tích và chèn chữ đúng không? Đó, đây. Đây là phần mà chúng ta sẽ đánh văn bản vào đây. Thế tuy nhiên để đánh từ vào bình thường ấy thì chúng ta không tích vào công thức LaTeX. Nhưng mà nếu ta dùng công thức toán học thì ta phải tích vào công thức LaTeX. Và ở đây thì nếu đánh được thì tôi lại phải sử dụng một cái số các cái ký hiệu ở trên LaTeX, một cái bảng của công thức LaTeX chúng ta có thể hoàn toàn học được. Mặc dù chúng ta chưa được sử dụng cái phần mềm LaTeX để đánh nhưng chúng ta có thể đánh được bằng văn bản LaTeX bình thường. Các cái câu lệnh, một số câu lệnh ta vào Google chúng ta search cái thôi, các cái câu lệnh liên quan đến LaTeX ấy là nó rất là nhiều. Thế thì để đánh được này thì chúng ta dùng dấu sẹt đúng không ạ?
T mở ngoặc kép. Đó, trong ngoặc kép chính là cái nội dung mà chúng ta sẽ đánh. Đó, đầu bài, đúng không? Nếu ta chỉ đánh không, nếu ta đánh không nhé, thì mà ta tích vào công thức LaTeX thì tất cả các chữ này nó giống nhau. Cho một tam giác cố định, đúng không? ABC. Đó, một điểm. Đây phần này nó chỉ nguyên chữ nên ta đánh rất là dễ. Một điểm D, đúng không? Di chuyển trên. Ta có thể đánh này hoặc là nếu ta có văn bản Word tôi có thể bôi đen và copy luôn vào được nhé. Di chuyển trên cạnh đấy. Có hai dòng nên tôi đánh luôn. Nhưng mà phải có cái chữ tích kia thầy. Đúng rồi, vì đây là mình đang đánh trong chữ LaTeX mà. Đây này, ta có cái tích này vào công thức LaTeX đúng không? Đấy, nhớ là có dấu sẹt này, TEXT màu ghép, ok chưa? Đấy là cái công cái ký hiệu mà ở trong phần mềm LaTeX đấy. Đây, ở cái phần mềm Revera này nó rất hay là nó tích hợp luôn cả LaTeX vào. LaTeX chính là cái phần mềm mà soạn thảo các cái văn bản toán học mà trong sách giáo khoa mà các thầy hay hay viết để chúng ta đọc đấy. Đấy chính là dùng LaTeX nhé. Vì dùng LaTeX này nó rất là đẹp. Một điểm D di chuyển trên cạnh đáy BC này. Bây giờ qua D người ta kẻ, qua D người ta kẻ đường thẳng đúng không? Song song với cạnh AC. À, vậy từ cái chỗ song song này muốn rút xuống dòng giống như bên trên này thì ở trong LaTeX ấy thì đây trong LaTeX ấy thì cái đoạn này nó mình phải dùng hai dấu sẹt. Đó, thì nó sẽ xuống dòng. Đó, chúng ta thấy xuống dòng ngay không? Bên dưới này chính là hiện ra lệnh luôn với cạnh BC AC này. Đó. Cắt cạnh AB E và đường thẳng song song với cạnh AP cắt cạnh AC F chấm tìm quỹ tích trung điểm M đúng không? Đoạn thẳng E. Đấy. Bây giờ muốn từ chỗ trung điểm M này sau chỗ trung điểm M này cũng xuống dòng thì ta lại đến chỗ này ta lại phải nhớ là phải dùng hai dấu sẹt nhé, hai dấu sẹt. Đó, nó tự xuống ngay. Ok. Đó, vậy ta được một cái văn bản ở trong trong gì ạ? Trong trong đây này và ra đây rồi. Đấy, lúc đó thì ta để căn chỉnh thoải mái. Ta đậm lên này. Ta to lên tí. Đấy. Cho màu đỏ đấy. Đấy, đầu bài. Vậy thì có đầu bài đây rồi thì tôi sẽ xóa được cái này chưa? Xem có thiếu dữ liệu nào không? Qua D kẻ đường thẳng song song với cạnh AC cắt ABE và đường thẳng song song với cạnh AB cắt ACF tìm quỹ tích trung điểm M của đoạn thẳng E đúng rồi. À nhưng mà đây nó đang đang bị cái này là nó đang đoạn thẳng EF nó đang bị ta muốn sửa nó thì ta nháy đúp vào thôi. Rồi, EF nó đang bị là vì ta để chế độ tiếng Việt EF F2 đánh lần hai lần F thì nó ra được. Ok. Vậy thì tôi sẽ xóa cái ảnh này đi thôi đúng không? Ảnh này tôi xóa đi không cần nữa. Đó, vậy đây chính là đầu bài của bài toán mà chúng tôi cần minh họa quỹ tích ở trên phần mềm. Đây em đây. Vậy để làm được thì tôi sẽ hướng dẫn như sau. Các em sẽ quan sát. Cho tam giác cố định ABC đúng không? Một điểm D di chuyển trên cạnh đáy ABC. Thế thì ngoài cái việc mà vẽ tam giác cố định thì bằng cách là lấy ba điểm nối vào đúng không? Thì ta có thể và cách nữa là gì? Đây, tam giác này. Tam giác này ta xong nó lấy ba điểm cũng được này. Đấy. Hoặc còn nó có nhưng cái đấy là đa giác này nó sẽ bị phủ kín bề mặt rồi. Vậy thì ta sẽ lấy ở cái đây, tam giác đây. Tam giác lấy ba điểm là tự nối cho ta. Đấy. Về đầu bài yêu cầu đây là tam giác ABC đúng không? Thì tôi sẽ sửa ba cái này thành tam giác ABC. Đây là
tôi sẽ ẩn nó đi, tôi tích vào cái bỏ tích chuột trái vào chỗ hiển thị tên đi thì nó sẽ mất cái ký hiệu này đi. Đó. Hoặc ngoài ra chúng ta có thể đổi tên cũng được nhé, nhưng mà tôi muốn muốn đánh cái tên nó bằng cái gì nhỉ, bằng cái công cụ này này, chèn chữ này, này cho nó đẹp, LaTeX ấy mà. Đây là chữ A, tích vào công thức LaTeX. Ok, chữ B tôi đánh hết lấy 4-3 điểm đã, xong rồi tôi chỉnh sau. Chữ C, nếu phải tích vào LaTeX nhé, tích cho trái thôi. Đó, xong rồi thì tôi phải tích vào lại con trỏ này để cho nó không bấm ra cái hiện ra kia, kéo nó ra. Chỉ vào cái chữ B này, chỉ vào chữ C này, bởi vì lúc đó nó là tên các cái văn bản đấy, ABC này. Về tôi cho cái kích cỡ này nó to ra tí, ABC này đây, cho nó lớn lên tí, đó, cho nó đẹp, đúng không? Đậm lên, đó, màu cho nó màu màu xanh này đi, đó, màu sắc đậm, được chưa? Cho tạo ra ABC. Thế còn đường thẳng này, nếu mà đường thẳng với điểm này thì muốn cho nó to lên thì ta giữ phím Ctrl đi, ta cho nó giữ phím Ctrl để cho nó cùng to lên đấy, cùng cùng to lên một lúc, đúng không? Chúng ta cùng chỉnh màu của nó. Đấy. À, muốn cho nó to lên ta phải chỉnh từng cái một. Ta chỉnh nguyên đường thẳng trước. Đường thẳng trước. Đó. Điểm cứ để thế là được rồi. Điểm A, B, C thế là được. Điểm cần thiết là ta cho to lên một tí cho nó dễ nhìn cũng được. Điểm. 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 Ta nhớ ấn phím Ctrl nhé. Đây. Cho to điểm lên thì. Đó. Điểm cho nó màu khác đi. Màu vàng đi chẳng hạn. Đấy. Vậy ta đã A, B, C, ok. Xong. Bây giờ ta có thể làm các sự kiện tiếp của đầu bài. Một điểm D di chuyển trên cạnh đáy BC, đúng không? Điểm D di chuyển trên cạnh đáy BC. Vậy điểm D này sẽ nó chỉ di chuyển từ B đến C thôi. Ta tích vào cái đoạn thẳng này, tôi sẽ lấy một cái điểm ở trên đó. Điểm thuộc đối tượng. Đấy, lấy một cái điểm này. Ta di chuyển thử xem nào. Đó, nó chỉ đi từ B đến C thôi, đúng không? Trong tam giác này thôi. Bây giờ ta lại làm nhiệm vụ là đổi tên nó là điểm D. Nhấy chuột phải và nhấy chuột phải đổi tên cũng được nhé. Nhưng mà điểm tên thì tên nó không được đẹp. Người ta lại vào chèn chữ. Chỉ vào nó. Điểm D. LaTeX. Ok. Đấy. Chúng ta lại phải chọn một con trỏ. Nhấy chuột phải. Bỏ cái chữ hiển thị tên đi thì chúng ta sẽ lấy cái hiển thị tên là điểm D đây, cho đậm lên, cho lớn lên. Đó. Vậy điểm D đã di chuyển từ B đến C rồi. Qua D người ta kẻ đường thẳng song song với cạnh AC và cắt cạnh AB ở E, đúng không? Và đường thẳng song song với AB cắt AC ở F, vậy chính là ta vẽ hai đường thẳng song song thôi. Muốn vẽ đường thẳng song song thì đây, ta xem nào. Đây đường thẳng song song đây. Tích chọn đường thẳng song song, đúng không? Nhìn vào nó thế nào. Đây, ta chỉ điểm này, chỉ vào đường này. Song song, chỉ vào điểm này, chỉ vào đường này. Song song. Đó, vậy hai đường thẳng này song song. Tôi lại chọn giao điểm. Giao điểm của đường này với đường này. Giao điểm của đường này với đường này, đúng không? Đó, sau khi làm xong tôi nhấn vào cái con chuột này. Vậy tôi có được giao điểm rồi thì tôi ẩn cái đường thẳng này đi, bỏ cái đường thẳng này đi cho nó ẩn cái đường thẳng này. Muốn ẩn cả cái đường thẳng đi thì ta bỏ cái dấu tích ở hiển thị đối tượng. Đó, bây giờ tôi lại phải đổi xem nào. Cắt AB ở E, AB ở E, vậy đây phải là điểm E đúng không? Vậy tôi chọn vào chèn chữ. Đó, đây là điểm E. Tích vào công thức LaTeX. Hơi chậm một tí. Ok. Điểm này là điểm F. Đánh luôn.
Điểm này là điểm F đúng không? Tích vào biểu tượng công thức là tích. Ok. Đó. Nhớ là sau đó ta phải nhớ là con trỏ này, nó không ta lại nó lại hiện lên đúng không? Nháy chuột phải vào, bỏ cái tích vào chữ hiển thị tên. Để nó mất tên, nó mất cái tên cũ của nó đi. Nhúc điểm E ra. Nhúc điểm F ra. Sau đó ta có thể ấn phím Ctrl để cho nó điểm E và điểm F nó cùng sáng lên để ta cho nó tròn độ lớn lên. Chỉnh nó lớn lên cho nó đậm lên, cho nó đẹp. E điểm F xong. Điểm E điểm F khi có được điểm E điểm F theo dữ liệu rồi. Vậy tìm quỹ tích chung điểm M của đoạn thẳng EF thì ta lúc đó ta chỉ việc dựng đoạn thẳng EF thôi. Nối vào. Đó. Chọn công cụ đoạn thẳng nối vào. Xong. Khi mà nối một đoạn thẳng này rồi thì nó có cái đối tượng là K đây, K chính là tên của đoạn thẳng này đúng không? Ta ngoài cách mà ta nháy chuột phải, ta bấm vào cái hiển thị bỏ cái hiển thị tên đây, nháy chuột phải này. Nháy chuột phải vào cái đường thẳng này. Chọn bỏ hiển thị tên thì nó mất chữ K đúng không? Còn lại nếu không thì ta sẽ có cách này, đây bên đây bên cái phần hiển thị danh sách này tôi chỉ việc tích vào cái dấu này thì nó cũng tự à xin lỗi tích vào là nó sẽ mất luôn cả đường thẳng đấy, nên là vẫn phải tích vào chọn hiển thị tên. Đó. Ta chọn cho nó đậm lên tí. Ừ. Cho màu khác cho nó đẹp. Này đi. EF. Bây giờ tôi lấy trung điểm của EF đúng không? Quy tích trung điểm của EF thì tôi chỉ vào đoạn thẳng này, tôi xác định trung điểm thôi. Đây, công cụ xác định trung điểm đây. Đây trung điểm. Đó, trung điểm này. Chọn hai điểm đường thẳng hoặc đường tròn. Đây. Chỉ vào nó thì nó sẽ ra ngay trung điểm. Trung điểm là giả sử trung điểm đặt tên là ở đây Y đi. Bỏ này đi. Trung điểm Y. À, quỹ tích trung điểm M thì vậy thì tôi sẽ đặt tên nó là điểm M. Đặt tên nó là điểm M. Ở chèn chữ đúng không? M. Ok. Đó. Vậy nhúc cái điểm M này. Điểm M này cho nó đậm lên tí nữa. Lớn lên. Đậm. Đấy, vậy khi điểm D mà di chuyển trên BC thì muốn tìm quỹ tích trung điểm M thì ta làm thế nào? Đó, đây chúng ta thấy cái D di chuyển này, điểm M nó di chuyển đúng không? Thế nếu mà ta chọn là để lại vết cho điểm M cái nhé, ta nháy chuột phải vào điểm M. Đó, nó có ghi là gì ạ? Mở dấu vết khi di chuyển đúng không? Còn điểm D này, tôi cho tích vào chữ hiệu ứng trên thì là điểm D nó tự di chuyển. Đó. Nháy chuột phải tích vào hiệu ứng trên. Đó, nên ta thấy là khi điểm M nó di chuyển, tôi xin lỗi là khi điểm D di chuyển thì điểm M nó sẽ tạo thành quỹ tích, nó là một cái đoạn thẳng đúng không? Đoạn thẳng này giới hạn bởi chính là hai cái trung điểm của AC và AB đấy đúng không? Chúng ta khi mà chúng ta bấm đến thì chúng ta nhìn thấy cái góc, chúng ta nhìn trên màn hình của tôi này, cái góc này nó sẽ xuất hiện một cái giống như cái đài này. Đấy, chúng ta bấm mũi tên thì nó sẽ tự chuyển động, mà bấm dừng lại thì nó sẽ dừng. Đấy, đúng không? Đó, rất là hay. Bỏ vết đi thì ta nháy chuột phải vào thôi. Nháy chuột phải vào cái vết đấy. Tích vào, bỏ cái vết đi. Thì nó sẽ được. Bây giờ tôi sẽ gán một cái, có nhiều bài toán thì nó sẽ có rất nhiều những cái đối tượng mà gán vào để cho nó lần lượt các đối tượng một nó chạy ra, thì mình sẽ gán như thế nào? Mình sẽ gán cái chọn thêm một cái thanh nữa, gọi là thanh gì nhỉ? Thanh điều khiển, thanh trượt. Tất cả trên phần mềm của GeoGebra này nó đều sử dụng thanh trượt.
Đấy, vậy cách một là chúng ta đã biết, tôi vừa giới thiệu cách một để mà xác định được cái gọi là cái gì nhỉ? Tìm được quy tích rồi đúng không? Ta chỉ việc là chọn để lại vết, sau đó cho cái kia nó hiệu ứng trên là xong đúng không? Là nó cũng đã chạy được rồi. Thế còn lại thì là gì nhỉ? Còn lại này, đây. Tôi sẽ hướng dẫn cách để mà chúng ta chọn ra được một cái gọi là cái thanh trượt, hướng dẫn sử dụng thanh trượt như thế nào. Ta tích vào cái ô số 10, xong rồi di chuyển chuột số này và thanh trượt này, tích vào đây, chọn thanh trượt tên là A đi, giá trị của thanh trượt này chạy từ 0 đến 1 đi, alpha tức là cái độ 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 lệch của nó cho là 1 trên 1.000 đi, thường hay chọn 1 trên 1.000. Đó, đây là cái thanh trượt như này. Làm xong thì chúng ta thấy nhìn đến đây nó vẫn sáng này, nên nếu ta tích chuột đây cái nó sẽ hiện ra là một cái thanh khác, nên ta lại phải chọn vào cái con trỏ này, nhớ là phải chọn lại con trỏ. Đó. Bây giờ tôi sẽ gán cái thanh trượt này vào một cái điểm D này, thì ta làm như thế nào? Ta chỉ vào cái thanh trượt này, nháy chuột phải vào, chọn thuộc tính. À, đây là thuộc tính của thanh trượt 0 đến 1, ok, 1 trên 1.000, được rồi. Đấy, thanh trượt này nó sẽ dao động tốc độ là 1 này, lặp, dao động lặp đi lặp lại, hoặc là có thể tăng giảm, tăng một lần. Cái này tùy chúng ta chỉnh nhé, nháy chuột phải chọn thuộc tính nhé. Đấy, đây là độ cái độ 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 phân giải hay độ màu của nó. Bây giờ tôi sẽ gán cái điểm D này vào cái thanh trượt như thế nào. Tôi nháy chuột phải vào điểm D, chọn thuộc tính. Đấy. Khi đó cái điểm D này nó thuộc là cái điểm mà là cái điểm ở trên điểm G đây đúng không? Đấy, tôi sẽ chọn điểm đoạn thẳng. Viết liền nhau nhé. Đoạn thẳng. Điểm này là thuộc đoạn thẳng BC đúng không? BC phải trên cái thanh A. Đấy. Nhầm rồi sao này. Xem lại điểm D. Điểm đoạn thẳng BC. À, chúng ta nhớ là gì ạ? Ngay cái lúc đầu tiên cái BC này chúng ta phải xem là BC này nó là tên là gì nhé. B này. B B đây nó chính là E này, tích vào B vì B đây là khi ta đã đổi tên rồi đúng không? C này là gì? C là D, vậy nó chính là phải là DE. Vậy thì lúc đó điểm D này phải định nghĩa nó là DE mới đúng. DE. Bởi vì cái điểm mà lúc đầu tiên ta vẽ cái tam giác này nó ra là điểm DE thì ta phải theo cái điểm ban đầu. Đấy, vậy đây, như thế thì lúc đó cái điểm D nó mới chạy đúng trên BC. BC lúc vì BC chính là ta đổi tên mà. Đấy, anh chú ý nhé. Vậy thì bây giờ chúng ta nhìn này, nếu cho ta tích vào cái con trượt A này, tôi chọn là gì ạ? Hiệu ứng trên cái này, chúng ta thấy này, khi con trượt A chạy thì chính là D chạy. Đấy, gán cái điểm D vào cái con trượt A, đúng không? Nếu tôi chọn điểm M để lại vết, đây, nhìn này, tôi chọn điểm M để lại vết này, mở vết khi di chuyển, rồi tôi cho cái A này chạy, hiệu ứng trên, đấy, vậy điểm D là nó phụ thuộc vào cái gì ạ? Đúng là phụ thuộc vào cái con chạy là A đây, thanh trượt đây, đúng không? Điểm D phụ thuộc vào thanh trượt. Đó. Quy tích điểm M của nó vẫn là đoạn thẳng thôi mà chính là trung điểm của AC và AB được giới hạn về nó đúng không? Đấy, bây giờ sau khi có con trọt rồi, con trượt rồi đúng không? Thanh trượt rồi. Bây giờ tôi sẽ muốn mất cái thanh trượt này đi chẳng hạn thì tôi làm thế nào? Tôi sẽ tạo ra một cái nút nút chuyển động giống như cái đài đi, để chèn nút đi. Đó, nút vào đây.
Nút này nó có tiêu đề là gì? Tiêu đề là quy tích. Quy tích. Ok. Đó, quy tích đi. Còn nếu chúng ta không không muốn để cái chữ quy tích, chúng ta chỉ để cái chữ như cái đài nhé, thì chúng ta cũng nó có ký hiệu, tôi nháy chuột phải này, chọn thủ tính. Rồi. Kiểu đây. Các cái kiểu đây, mũi tên đây. Đó, mũi tên, quy tích đúng không? Xong. Bây giờ tôi sẽ làm hai cái nút, một cái nút là chạy, bấm vào này để chạy. Một cái nút nữa, chèn một cái nút nữa đi. Làm một cái nút nữa, đó là nút quỹ tích này, nút này là nút dừng lại. Dừng. Đó, ok, nút dừng. Nút dừng ở đây. Tích phải, chọn thủ tính. Chọn nút dừng thế nào. Đây, dừng đây, giống cái đài đúng không? Ok. Đó. Sau khi xong ta phải bấm vào con trỏ này để cho nó mất cái lệnh này đi. Nhớ là xong một cái lệnh nào đó thì phải bấm một con trỏ để cho nó mất lệnh đi. Mà chúng ta phải bỏ cái dấu tích, nhé chuột phải bỏ cái dấu tích cố định đi thì ta sẽ nhúc được nó đi nhé. Nhúc được thoải mái nó đi. Để sau này chúng ta tạo các bài giảng ấy mà thì ta có thể di chuyển nó. Đấy, bây giờ tôi sẽ phải gán cái quy tích này, gán cái này với cái quy tích với cái rừng với cái con A này để tôi sẽ làm mất con A này đi đúng không? Mất cái gọi là cái gì nhỉ? Thanh trượt A này đi. Vậy ta làm nào? Tôi nháy chuột phải vào đây. Chọn thuộc tính. Văn bản. Chọn nâng cao. Bản nâng cao cô ghi ở trong tin học thì ta sẽ làm như sau. Thứ nhất là đầu tiên là chúng ta sẽ nháy chuột phải vào cái phần thuộc tính đúng không ạ, chọn cái phần cuối cùng là phần soạn thảo, chọn phần cuối cùng là phần soạn thảo, chọn phần cuối cùng là phần soạn thảo này. Sau đó chúng ta sẽ đánh cái chữ gọi là gì, bắt đầu chuyển động nhé. Bắt đầu chuyển động tức là ta sẽ cho chuyển động A này và lệnh chu, nhớ là đây là lệnh bogin, là lệnh logic ấy, thì chu là đúng đúng không, tức là A sẽ chuyển động. Khi tí tôi sẽ chọn là gì ạ, A fo fo tức là sai. Đấy, thì bây giờ chúng ta đánh chữ bắt đầu chuyển động này, xong A chu này trong ngoặc vuông nhá. Xong cái lệnh quy tích đầu tiên, nháy chuột phải một chỗ dừng, chọn thuộc tính, tôi lại cũng đánh chữ bắt đầu chuyển động, bắt đầu nhớ là không có dấu nhá, bắt đầu chuyển động và chữ đầu tiên phải viết hoa, nháy chuột ngoặc vuông, sau đó thì ạ a a phải phô phô tiếng Anh đấy. Đó. Ok nào chúng ta thử xem nào, vậy tôi nháy vào cái quy tích, tích vào cái dấu chuyển động. Chồng đi xem nào, phần mềm đang đưa sang. Nhấn chuột phải chọn thuộc tính này, bắt đầu chuyển động A chu đúng rồi. Nhấn chuột phải chọn thuộc tính, bắt đầu chuyển động A phô đúng rồi. Để cho nó chuyển động được thì chúng ta phải sửa như sau này. Cái phần chọn thuộc tính này, đúng không ạ? Cái câu lệnh của nó là phần phải phần là soạn vào chỗ là nhấp chuột để bật. Đấy. Còn lúc nãy là nếu mà chỉ bật tính năng cập nhật thì không đúng, đúng không ạ? Hay là còn cái ngôn ngữ Java là chính là cái ngôn ngữ function dấu ngoặc, đúng không ạ? Trong dấu ngoặc câu lệnh. Tương tự như vậy thì để sửa lại thì tôi sẽ sửa lại cái phần dừng như sau, chọn tích chuột phải, chọn thuộc tính. Nếu là cái phần đây là phần nhấp chuột để bật đúng không ạ, chứ không phải là bật tính năng cập nhật. Vậy tôi cắt toàn bộ cái lệnh này sang đây, sang phần nhấp chuột để bật. Ok. Đó, bây giờ đang chuyển động, tôi bấm vào đây là dừng. Đó, chuyển động dừng. Đó. Tại sao phải giới thiệu cái công cụ này, vì sao ạ? Vì sau này khi mà chúng ta sẽ làm theo từng bước một, giống như là cái phần mềm Sketchpad mà ta đã sử dụng để minh họa các cái bước ấy, thì khi mà gán vào cái thanh trượt này
Đấy. Thanh trường này nó rất là hay ở chỗ là gì ạ? Ví dụ tôi chọn từ 0 đến 5 nhé, thì có thể từ 0 đến 1 tôi để một lệnh, từ 1 đến 2 tôi để một lệnh, từ 2 đến 3 tôi để một lệnh. Đấy, chính là thực ra nó chính là từng bước một, từ 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 4 đến 5 tôi để một lệnh, từ 5 đến 6 tôi để một lệnh. Và khi mà cái thanh trường này nó chạy từ đầu đến cuối thì là từng bước một thực hiện ra và nó quay trở lại thì chính là quay trở lại toàn bộ lệnh. Đấy, vẫn một quy tích. Đó. Dừng lại này. Quy tích này. Đấy, khi đó thì bây giờ tôi chỉ việc ẩn toàn bộ cái này đi, ẩn toàn bộ cái con trưởng này đi, thanh trưởng này đi bằng cách là gì, tích và bỏ cái dấu vào hiển thị đối tượng đi, thì lúc đó chỉ cần hai cái này là đã xong rồi, là có quy tích rồi và có thể dừng lại rồi mà không cần phải sử dụng con trưởng. Dừng. Đấy, tất cả các cái bài tập mà kể cả là gì ạ, hình học phẳng hay hình không gian, phần minh họa quy tích, tất cả các em sẽ đều phải làm dưới dạng có cái thanh con trượt điều khiển này nhé. Mục đích là để cho chúng ta thành thạo được cái phần làm con trượt. Đó. Thế còn cái màu của cái vết ấy, màu của cái vết này nếu mà muốn đổi ấy thì chính là cái vết của điểm M ấy. Thì ta sẽ đổi, ta sẽ chỉ vào điểm M. Đó, ta cho nó màu khác đi, màu đỏ đi. Đó, thì nó sẽ chạy ra là quy tích là màu đỏ. Đó, minh họa quy tích và thể hiện trên con trượt luôn, thanh trượt luôn để chúng ta biết cách dùng cái phần mềm này.